I'm living like 4 years now. Yeah. Every day I'm thinking like to move somewhere. Every day. Because it's too busy or dangerous? Too busy, dangerous, crime is really high. So many homeless people around, you see that like everywhere. Bây giờ chúng ta đang ở 8th Avenue với các bạn. Sau lưng mình là All Dim Sum. Hơn 1.000 người đánh giá là 4.7 sao. Là thế. Có rất là nhiều món Trung Quốc và Dim Sum. Sau lưng mình là các bạn thấy là có menu, rồi có computer. Mình lên đây mình chỉ order đồ ăn của mình thôi. Nếu chúng ta muốn mua thì bạn order ở đây. Là có những màn hình. Dù mình thích cái món nào thì mình add to order. Cứ còn tổng cộng ở đây mình trả tiền thôi. Rồi sau đó khi mà họ mà chuẩn bị xong á, mình có cái máy, họ kêu tít tít là mình lên mình lấy ở đây thôi. Thank you. Rồi, mình đưa họ cái thẻ là mình lấy đồ ăn thôi. Rồi, nước tương, tương ớt thì mình cũng tự lấy đây luôn. Có mấy cốc nè. Còn chúng ta muốn đem về thì họ cho mình hũ đem về luôn. Xíu mại. Hai loại xíu mại. Một cái gà, còn cái thịt heo. Còn đây là sườn. Còn đây là cháo nha. Ok. Một bữa vậy là 48 đô tiền Mỹ nha quý vị các bạn. Subway Station Brooklyn Bridge đó, chúng ta sẽ bỏ khoảng 10 phút nữa là sẽ đến cái cầu, sau đó là chúng ta sẽ băng qua cầu. Hôm nay là nhằm ngày thứ bảy các bạn, cho nên là mọi người buôn bán rất là nhiều, họ bày ra rất là đông luôn. Cũng may là hôm nay trời rất là mát, cho nên chúng ta đi một vòng thoải mái. Một lát nữa trời mưa là mát nữa. Đây cái đường lên cầu là đây nha các bạn. Dọc hai bên đường các bạn thấy người ta bán nè sunglasses, nón và những cái đồ lưu niệm, quần áo, tranh vẽ rất là nhiều luôn. Buôn bán giống Việt Nam mình các bạn. Một cái nón là 5 đồng một cái. Bên đây bán mấy đồ lưu niệm đó thì một cái 3 đô, hai cái 5 đô. Kể cả bên đây có cái đồ móc chìa khóa 1 đô một miếng. Hôm nay thứ bảy cho nên là cực kỳ đông người lên cầu luôn. Sau lưng mình nè, dầm dập người lên cầu luôn nhé. Các bạn ra đây phải đem dù và đem nón theo bởi vì cực kỳ nóng. Nắng đỏ lửa đầu các bạn ơi. We're driving the Brooklyn Bridge. Yeah. You know the vibes, New York City vibes. It's all love, peace, love, blessings, ni hao. You know the vibes. Bây giờ chúng ta đã có mặt ở Brooklyn Bridge các bạn, được xây 1883. Lúc thời bấy giờ thì đây là chiếc cầu mà cao và dài nhất thế giới. Và họ đã dùng chất nổ để làm cái cầu này. Và cũng là cái cầu đầu tiên mà dùng chất nổ dưới nước để mà thành lập được cái cầu này. Để bước qua từ bên New York đến bên New Brooklyn á, thì các bạn sẽ mất 60 phút đi bộ. Và ngày xưa ở đây á, cái tàu xe lửa nó chạy qua cái cầu này. Nhưng bây giờ họ cấm những cái xe tải lớn, chỉ còn những xe nhỏ và người đi bộ qua lại mà thôi. Đây là một cái cầu, nói chung là di tích lịch sử luôn. Chứ không phải là đơn thuần một cầu để mà đi qua từ bên này qua bên kia nữa. Họ đến đây để mà tham quan, để mà chụp hình và ngắm cảnh. Ở đây chúng ta tìm được một cái chỗ bán magnet rẻ nhất ở trên con cầu này các bạn. Chỉ có 1 đô thôi. Và những cái bức hình rất là đẹp nữa. Chú phải người Việt không? Chinese. Chú bán rẻ quá các bạn ơi. Mà chú là người Trung Quốc nha, không nói chuyện được. Brooklyn. Đúng rồi, Brooklyn. À, ngồi đây bán 1 đồng, 1 miếng thì một ngày này không biết làm được nhiêu tiền. Ở đây đông quá các bạn, cho nên mỗi lần mà chúng ta chụp hình đó, nhất định phải dính người vào. Còn nếu không mình phải bỏ cái cầu này thì nhìn không giống Brooklyn nữa, cho nên là chụp hình phải tới sớm, dụ như là 6-7 giờ sáng thì maybe được, chứ đi tiểu bây giờ các bạn thấy là người ta còn leo lên ngồi đây luôn nè. Cái này gọi là khóa tình yêu các bạn, chúng ta sẽ để tên của mình vào, sau đó là khóa lại trên con cầu này. New York City sẽ phạt chúng ta 100 đô nếu mình móc cái khóa tình yêu đây, bởi vì nó rất là nặng và làm hư con cầu. Tuy nhiên ở đầu cầu có một cái chú, ông đang bán khóa tình yêu và người ta đứng mua nhớ vậy.
Thực ra là nhà nước người ta không, ta cấm không cho rồi, nhưng mà vẫn có những người lên, các bạn thấy đó, cũng có lưa thưa mấy cái khóa tình yêu nè. Nếu mà ai cũng lên bắt chước làm thế này thì cái cầu nó nặng quá, không có tốt. Bây giờ chúng ta đã đi qua hơn nửa cầu nha các bạn. Ở bên đây có cái điều là nó sẽ vắng vẻ hơn. Cho nếu mà các bạn nào muốn chụp hình thì tốt nhất là mình đi qua bên phía gần Brooklyn. Tại đa số những người New York họ đi lên khoảng một khúc cầu thôi, họ chụp sau đó họ bỏ cuộc và quay về. Nếu mà chúng ta kiên nhẫn đi qua bên phía của Brooklyn thì nó rất là đẹp. Nó cũng giống bên kia thôi, nhưng mà vắng người hơn. Bây giờ chúng ta đang tới góc đường Washington nha các bạn. Đó, đèn đỏ mà người ta đi nhiều lắm, nguy hiểm lắm, xe tới nè. Đi qua đây là chúng ta sẽ có cái cảnh mà mọi người thường chụp, chính là cái nơi này. Gió mát quá. Mọi người đi chung theo một hướng chứ có lẽ là ai cũng muốn chụp cái hình này các bạn. Và đây là con đường mà mọi người đều đến, gọi là Dumbo. Bởi vì hai bên có hai cái tòa nhà và chính giữa chúng ta có cái cầu. Và ngay giữa cầu là có cái building, rất là đặc biệt đúng không? Bạn thấy du khách tới đây nè, hàng loạt người luôn. Và đa số để đợi chụp được tấm hình này. Nhìn tấm hình thì thấy đẹp, nhưng sau đó tới đây á, mình mới thấy đẹp hơn nữa nha quý vị. Và tới đây là có cái sọc quầy đang chạy luôn nhé. Hai bên thì có những cái tiệm quán mình thèm mua nước và mua salad. Chúng ta thấy ngồi ăn ở trong có AC hoặc là quầy ở đây, mát mẻ ngắm người qua lại. Chị này bán lấy giày rất là nổi bật nha quý vị. Bạn thấy đấy, cái cách mà người ta design với đôi giày nè, rất là nghệ thuật ha, hòa mè lắm. Bạn thấy cái ghế để mình ngồi chờ cũng có bo hồng rồi đẹp. Trên tường các bạn thấy nè, để từng đôi giày luôn để design ra. Oh nice, oh, I'm Canadian too, I'm from Canada. So a Canadian artist, I'm sure the owner is an artist. Yeah, okay. Exactly. Very yeah. Cool. He's actually on the wall over there. Oh, there's a history over there too. Yeah. John Fluvog, 1970, cái tiệm được thành lập. Đây hai vợ chồng đó. Và trong đây là họ welcome mình để chụp hình quay phim, quảng bá cho tiệm của họ như vậy. Yeah, we see made in Portugal, Peru, Mexico, and Vietnam as well. Oh, mm. She's Vietnamese. Oh, wow, amazing. Yeah, we're getting a lot of và đây là cái tiệm Time Out nha các bạn. Đây là một cái nhà hàng và quán nước mà được mọi người đề nghị mình tới ăn. Time Out Market, New York. Đây giờ mở cửa nè. Cái này mình uống vô là nó giúp đề kháng của mình mạnh hơn, gọi là Immunity Booster. Trong đây chúng ta sẽ có Organic Ginger and Lemon, gừng và chanh là hữu cơ luôn. Và Healthy Kombucha Probiotic. Cái này tốt cho cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta nhé. Đi một ngày trời mà thấy nóng vô đây mua đầy đủ nước uống luôn. Quá nhiều gian hàng đây luôn á. Đó. Đó bạn thấy à, đồ ăn đó. Nó giống như cái food court underground ở quận nhất mình ngày xưa mình có một cái food court ở dưới lòng đất á. Cái này cũng tương tự như vậy đó. Đang bọt xong mình sẽ chiên lên. Jacob Pickle. Rất là đông khách luôn nhé. Và wow, bên đây là nhà hàng Mỹ Tây Cơ làm nguyên xèo nha các bạn. Ngay góc luôn. Còn đây là hamburger sandwich, beef french fry. Giờ cái máy này kêu là bắt đầu tới phiên của mình nha các bạn. Đây có lẽ cái này là của mình nè. Hello, I think this is mine. Ok. Please and Jim Buckley. Đây là cái gym mà ngày xưa là Mike Tyson, Muhammad Ali đồ đó. Là ngày xưa là từng training ở đây nè. That's the start of Muhammad Ali's signature. Floyd Mayweather, George Foreman. What? Mike Tyson trained here. No way. 136 world champions. Oh my gosh. Not even a fight night. So you're telling me Ali used to be here? Monetary awards. So you're telling me Mike Tyson used to be here? Wow. Oh my God. So, Ray Leonard, Mark Wahlberg, and Beckler.
Đây là Đại học New York University nha các bạn, NYU. Ở trước mặt chúng ta sẽ có một công viên rất là xanh, mát. Đó, bên đây là cũng là một cái tòa nhà của NYU nữa nè. Bên đây cũng vậy. Các bạn hãy tưởng tượng NYU giống như là U of T, thành phố Toronto của mình đó. Nó là cái trường đại học lớn nhất, lâu đời nhất của thành phố. Wow, trang trí đẹp quá. Đây là khu vực của NYU cho nên các bạn thấy các học sinh ở đây rất là nhiều. Mấy đứa trẻ trẻ đi học xong á, ra đây ăn uống. Cuối tuần nữa ra xã giao. Khu phố rất là xinh luôn. Đó, cây cối này nhìn rất là mát mẻ. Các bạn nào mà thích hài kịch thì ở đây có rất là nhiều comedy club nhé. Mỗi vé vô là trung bình khoảng 20 đô tới 25 đô tiền Mỹ. Sau khi chúng ta vào thì mình phải mua thêm là 1-2 ly nước mỗi người. À, mỗi ly nước trung bình khoảng từ 3 tới 5 đô nha quý vị. Hoặc là mua đồ ăn cũng được, chúng ta phải vừa uống vừa ăn mà coi hài kịch. Bây giờ mình đang trong khu vực Soho nha các bạn. Nhìn xa xa là cái Freedom Tower, cái nơi mà sự kiện 911 xảy ra đó. Bây giờ chúng ta đi xuống con đường này và khám phá cái thử cái Soho nó như thế nào mà mọi người đều đề nghị mình sống nơi đây. Khu này thì khá là an toàn và có nhiều thứ đi chơi nhé, nhộn nhịp đông vui. Cho nên các bạn mà đến Mỹ chơi mà không biết ở khu vực nào á thì cứ gõ vào Soho. Thì chúng ta sẽ ở gần trung tâm nơi mà Times Square nè. Rồi những cái nhà hàng rất có nhiều, rất Airbnb cũng nhiều, công viên. Khu này nhiều cây xanh mát và nhìn cảnh vật nó cũng rất là xưa, cho nên mà chụp hình thì nhìn cũng rất ấn tượng nha quý vị. Người giàu kẻ nghèo các bạn, ở New York thì đâu cũng có cả. Nói chung đây là một cái nơi mà rất là nhiều người trên thế giới họ tụ họp về đây để mà tạo dựng một cơ đồ. Họ có rất là nhiều hoài bão và ước mơ. Tuy nhiên tới đây không có thể ai cũng có thể đạt được thành công ở ước nguyện của mình. Việt Nam thì McDonald's bán không chạy, chứ bên Mỹ những góc đường lớn này đều có mặt của nó các bạn. Công ty ngày xưa là một cái địa điểm thôi của hai người anh em mở ra, sau đó là có một người họ biết mở kinh doanh làm franchise thì họ đã mua lại bản quyền và bắt đầu là mở cả ngàn, cả chục ngàn, bây giờ là cả triệu địa điểm trên thế giới và đầu tư vào real estate, tức là vào đất nữa. Đất lên là giá trị công ty lên như vậy. Hôm nay là tối thứ bảy, cho nên đường phố kiểu khá là nhộn nhịp. Mọi người qua lại là y xèo luôn. Bây giờ chúng ta trở lại con đường thân quen. Đó chính là quầy xe bus. Trời New York hôm nay mưa nhiều nha các bạn. Rất là trơn trượt và chúng ta đang chờ xe buýt để đi ăn. Hôm nay mình sẽ đi ăn một món và được chấm 4.9 trên 5 sao luôn. Sau đó mình sẽ đi Met Gala, là cái museum nổi tiếng nhất ở đây. Bây giờ mới 11 giờ sáng thôi các bạn, nhưng mà màu màu ảo, giống như là 8 giờ chiều vậy đó. Đó, bên đây người ta có mặc áo mưa nữa nè. Có những người cầm dù, có những người thì quen với cái kiểu mưa vậy rồi, họ đi không dù luôn kìa. Đây nha các bạn, Fuji Hibachi. Không biết ngon không mà ta đánh giá rất là cao luôn nhé. Bán dumpling siêu long bao. Ok, giờ chúng ta vào thử thôi. Oh. Hello, could I have a seat for 2 people please? Trải nghiệm đồ Nhật nha các bạn. Rồi các bạn, bây giờ chúng ta muốn ăn cái gì á? Ví dụ như muốn ăn siêu long bao thì mình thích á, chúng ta như bấm vô kêu cộng là tự động nó sẽ qua đây. Đây là những cái đồ mình sẽ mua nè. Sau đó mình kéo xuống, mình thích gì khác. Ví dụ như cái súp này nè. Trời mưa thì ăn súp nó rất là thoải mái. Bấm vô một cái là nó biến qua đây. Đây là một nhà hàng mà kết hợp hai cái thức ăn các bạn. Một bên đây là đồ ăn Nhật Bản, các bạn thấy chú này đang nấu nè. Wow, mình sáng chưa? Còn bên đây thì nấu dumpling, siêu long bao, bánh bao Thượng Hải. Thấy không? Đó, người ta dò từng trái bỏ vô đây hấp lên. Wow, có ngay gốc. Món lên nhanh các bạn. Đây là noodle soup với gà.
siêu long bao, xà lách, lên 3 món trong vòng khoảng 5 phút thôi à. Bao. Đó, ăn đảo quá cho nên mình kêu thêm 6 miếng nữa. Mà 6 miếng hồi nãy có cua ở trên, còn 6 miếng này là thịt heo bình thường. Người Tây vô họ ăn đồ Nhật không các bạn thấy không? Mấy cái bạn ăn đồ Nhật là Tây không? Còn mình ở châu Á nè. Mấy người châu Á mình là đi ăn đồ Tàu. Đang nóng nghi ngút qua đây rồi, tắm cho nó mát lại. Bỏ vô tắm cho nó mát lại, nhúng nhúng vô đây rồi. Ê, mẹ no. Anh nhẹ tay thôi. Oh no. Bây giờ chúng ta đang đi đường đi đến nơi phòng bán vé để mình mua cho cái vé Broadway. Bởi vì nghe mọi người đồn là đến New York là không coi Broadway là chưa đến New York. Hello. Is this for TKTS? Yeah, it's for the other shows. Oh yeah. We're looking for MJ. MJ, and you just want for today? Yeah. Yeah, for today. Acha. Đây là TKTS nha các bạn. Sorry, I'm looking for ticket for MJ show. No, not available. In Times Square, mình tới cái bảng TKTS nè. Rồi họ sẽ cho mình biết là bây giờ đang chiếu những cái show nào và giảm giá bao nhiêu. Ví dụ như show này nè, đang giảm giá 30, còn cái này thì 50. Giá của nó bán là bao nhiêu và khởi đầu là chiếu mấy giờ? 5 o'clock today. Yeah. Two tickets? Yeah. You need a last name for your ticket. Give me one second, I'm gonna type it. Hai vé cuối cùng luôn các bạn, $245 hai vé. Mà vé này là ghế ngon nha, nằm ngay giữa mà gần sân khấu luôn. Mà đây là hai vé cuối cùng mà được ngồi chung với nhau, $245. Alright, two tickets and a receipt. Moulin Rouge, that's the address, okay, right there. So you have to go back this way. Okay. Thank you so much. Have Thank fun, you. Guys. Thank you. Have a great day. Ở sân bay cũng có chương trình văn nghệ các bạn, hai vợ chồng. Bây giờ chúng ta đến cái Metropolitan Museum các bạn, và trước mắt mình các bạn thấy đấy, cảnh tượng rất là lạ lùng, đó chính là người ta đang xếp hàng đi vào viện bảo tàng rất là dài, kiểu mình không có thấy end of the line luôn á, không biết tới đâu luôn á, các bạn thấy không, nó dài múc mùi đó luôn, nó người ta đứng mệt là phải massage cho nhau luôn nè, dài lên đây luôn. Và tại sao người ta xếp hàng dài như vậy các bạn? Thứ nhất hôm nay là ngày cuối cùng cho một triển lãm cho một cái người designer thời trang. Và thứ hai nữa, đây là một cái nơi rất là nổi tiếng, những cái phim Hollywood lớn á, ngày xưa họ quay ngay đây luôn các bạn. Đó, trên cái bậc thềm này là những cái phim Hollywood người ta quay. Bây giờ từ đây xuống đó là cũng rất là dài. Mình đến vô, nhưng mà chắc lẽ là hôm nay mình sẽ không kịp. Bởi vì chúng ta sẽ mua vé để mà đi coi Broadway rồi, 5 giờ phải đi, bây giờ là 3 giờ rồi. Nếu mà xếp hàng để vô đây là chắc không kịp đâu. Các bạn thấy không? Bởi vì ở đây là cái nơi nổi tiếng cho nên là người ta đến đây để mà ngồi, để chụp hình thôi. Bây giờ chúng ta vào không được thì có lẽ là mình đi viện bảo tàng khác thôi. Chứ bây giờ xếp hàng là hết giờ là mình khỏi đi coi show Brightview tối nay luôn. Bữa nay trời rất là mát, cũng may cho mấy người đang xếp hàng. Rồi, bây giờ chúng ta đã mua được vé rồi các bạn ơi. Đây là cổng vào nhé. Hai con ngỗng, cái phao trên nha các bạn, là làm lót gạch đàng hoàng nhé.
Có ông này đang ngồi vẽ đây các bạn. Cho về cái tượng. Đó, cái này mình dùng cái cây này để mình đánh, gọi là jousting. Bên đây cũng có những cái nón vũ khí nè. Bạn thấy đấy, giống như là Tam Quốc Diễn Nghĩa ngày xưa vậy. Bây giờ chúng ta đến triển lãm đặc biệt nhất trong đây nha các bạn. Egyptian Art. Wow. Mình thấy không? Wow. Này, ngày xưa người ta cắt lên đá luôn nè. Mà một cái điều rất là đặc biệt là ngày xưa không có dụng cụ như bây giờ, làm sao mà họ thể cắt mấy cục đá rất là vuông vắt nha các bạn. Rồi đó là xếp lên cao lắm, phải như vậy không đâu. Nó rồi họ dùng cái gì mà họ cắt lên rất là tỉ mỉ luôn. Họ dùng mấy cái này để mà cách để mà viết nè. Thay mình dùng chữ ABC thì họ dùng mấy cái này. Ngày xưa đây là cái cổng nè. Đó, cổng đi vào thành phố. Bây giờ chúng ta đi qua để mình ngắm cảnh Central Park. Đó là cái điểm đặc trưng của cái phòng triển lãm này. Nhìn ra rất là thoáng mát, cây xanh luôn. Đó, vừa có triển lãm mà lại có ánh nắng và trời và cây xanh rất là đẹp. Điêu khắc từ bên Egypt mà đưa đây luôn các bạn. Người đàn bà đứng lạnh run cầm cập. Wow, làm ra hồn quá ha, rất là giống luôn. Bây giờ chúng ta đã coi xong và rời khỏi Met các bạn. Một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Met Museum các bạn đã đến một lần. Và phải ít nhất có 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ để xem hết những triển lãm ở đây và chụp hình. Mình đi 1 tiếng đồng hồ thôi, rất là gấp luôn. Ở ngoài trời các bạn thấy u ám và mưa nữa. Bây giờ thì chúng ta kêu Uber và chuẩn bị đi qua xem Broadway show nha các bạn. Made in Portugal, Karl Lagerfeld. Đó, hiệu designer như các bạn. Cái này là tính ra là 120 đô nhưng mà bớt nửa giá tại cuối ngày. Còn có mấy cái à, cho nên cuối cùng chúng ta mua 60 đô Mỹ. 60 đô Mỹ cái áo này. Nhưng mà cái hay của cái là có chữ The Met trên đây luôn nha các bạn. Đâu đi đâu mà mua được cái áo The Met đâu, phải tới The Met mới mua. Đó. Museum nổi tiếng và lớn nhất bên Mỹ luôn. Nơi mà mọi người phim Hollywood họ quay đây nè. Giờ chúng ta đang đi taxi màu vàng trên con đường đến xem Broadway show gần Times Square nè các bạn. Đang trễ 15 phút rồi. Giờ thì chương trình đã bắt đầu, mình vẫn còn ngồi trên xe nhé. How many rides do you go a day? Depend on like 15, 16. Okay. What do you think about New York City? You live here, right? So what's your opinion about it? I just hate New York City more than any others. Why? It's not a place to live. If you're working, you're doing business, that's fine. You're making money, that's fine. There's no, maybe I'm getting old. I'm not 20s or 30. Maybe but I don't like it. Because I've been living 4 years now. Yeah. Every day I'm thinking to move somewhere. Every day. Because it's too busy or dangerous? Too busy. Dangerous, crime is really high, so many homeless people around, you see that everywhere. People are so rude. Every day you can find a fight even if you're driving taxi. Ok, bây giờ chúng ta đi vô là phải scan trước 2 cái thẻ như thế vậy. Sau đó là đây là cổng vào nè. Wow. Coi một chút show là chúng ta được intermission 15 phút nha các bạn. Bây giờ đi tiểu hay mua đan gì đó, trở lại nữa. Điều tuyệt vời nhất đó chính là được yêu và yêu người khác nha các bạn. Bây giờ là chúng ta được nghỉ giải lao 15 phút, đi vệ sinh mua đồ ăn gì đó và như đồ lưu niệm. Đây bên trong các bạn thấy nè, rất là đông người đi ra ngoài luôn.
Ok, chương trình kết thúc nha các bạn. Bây giờ chúng ta hãy về thôi. Nói chung là quá là đáng giá, rất là hay. Và nếu mà các bạn nào thích ca múa, nhảy và nhạc thì nhất định tới đây một lần. Vé sale đỡ giá là 100 mấy nha các bạn, còn nếu không là 250. Bây giờ chúng ta đã trở lại với The Met nha các bạn. Hồi nãy nhớ là quá là nhiều người đang đứng chờ vô không. Bây giờ thì chúng ta đi vô coi cái Karl Lagerfeld. 5 giờ là cái Metropolitan Museum đóng cửa rồi. Bây giờ chúng ta vào đây coi tới 9 giờ The Line of Beauty, The Met. Bây giờ vắng tanh như vậy. Giờ 8:30 rồi, nên là những người mà vô viện bảo tàng đã về hết. Giờ chúng ta đi, trước 9 giờ là mình phải vào cái show Karl Lagerfeld. Tới Met Gala là những người siêu sao tới đây nha các bạn. Đứng xếp hàng để mà vào đây, có một buổi để mà tổ chức cho những người ngôi sao điện ảnh lớn nhất trên thế giới. Giờ chúng ta trở lại Met Gala để coi private show của Karl Lagerfeld nha các bạn. Nhìn rất vắng, giống như là một chương trình riêng dành cho mình vậy. Con rắn này nhìn kiểu phong cách của Gucci quá nha. Wow, làm bằng ngọc trai không nhé vậy. Mấy trăm viên ngọc trai luôn. Áo dài này phong cách cũng khá Việt Nam nhé vậy. Nè, cho ông lấy ý tưởng về Việt Nam mình quá. Wow, mấy cái này nổi quá ha. Đó, các bạn thấy nè, khi người ta vẽ ra đó, nhìn giống như một áo cưới luôn đó. Cái này chứ áo cưới chứ còn gì nữa. Kiểu áo là bây giờ đã thịnh hành trở lại nè. Cái này với cái này. Cái này giống cái cảnh ở trên miền Tây Bắc Việt Nam mình vậy. Nhà ở trên đồi đi làm ruộng nè các bạn. Đây là lịch sử của áo đầm cho phụ nữ như quý vị. Mới vô thì người ta phải mặc corset và dưới đầm dài để che chân thế này đây. Và từ từ thập niên trở đi thì chúng ta sẽ có những cái đầm kiểu phá cách nó nhìn xuyên được cái váy ở dưới đây các bạn thấy không. Và cuối cùng chúng ta có cái váy này là người ta làm để cho phụ nữ mặc đi ngủ chứ, và không ai ngờ là sau này mình có thể mặc nó là cái đầm đi ra ngoài luôn. Một cái áo thế này là không dưới 50.000 đô như thế này. Mấy cái màu vàng các bạn thấy đây là vàng thiệt đó. Ông Lagerfeld được ảnh hưởng rất nhiều bởi phong tục và văn hóa của người châu Á, thì các bạn thấy trên những cái áo này đó. Cái áo này là được tặng bởi Chanel các bạn. Thì các bạn biết Coco Chanel đó, thành lập 1910. Thì câu chuyện của Coco Chanel là ngày xưa bả là người phụ nữ không có chồng, và bả quen một ông bá tước, nói chung là chức lớn ở trong triều đình. Sau này thì chiến tranh giữa Đức với nước Anh, Mỹ, Canada đó, thì bả là dựa vào cái phe của Đức. Và sau này khi nó thua thì công ty của bả bị người ta bao gồm mua lại, và bả mất hết và trắng tay nha quý vị. Cho nên là một cái gia đình giàu có khác là chủ nhân của cái hiệu Chanel bây giờ. Ông Karl Lagerfeld này chính là nhà thiết kế, và ông làm cho rất là nhiều cái thương hiệu khác nhau, giống như là Fendi với Chanel. Sau này á, khi mà ông nổi tiếng rồi, ông mới có một thương hiệu riêng của ông gọi là Karl Lagerfeld. Bây giờ ông cũng đã qua đời các bạn, cũng là làm cho rất là nhiều người yêu mến thời trang trên thế giới rất là buồn và tiếc thương. Wow, mấy cái áo này nhìn rất là lung linh luôn các bạn thấy không? Đâu phải dễ để mà làm ra thiết kế mấy cái áo thế này đâu. Bây giờ là 9 giờ cho nên là viện bảo tàng bắt đầu đóng cửa các bạn. Và chúng ta là một trong những người ít nhất vẫn còn ở đây. Không khí rất là trong lành, không gian rất là yên tĩnh luôn nhé. Các bạn hãy tưởng tượng vào đây, xem trong một viện bảo tàng rất là sang trọng thế này, mà nhìn quanh không có ai mà chen để mà chụp hình hết cả. Đây là bức hình của ông họa sĩ mà làm ra cái tượng. Sau đó ông ta đã yêu cái tượng của mình luôn các bạn. Rất là lạ luôn nhé. Phòng triển lãm của anh thấy này rất là rộng luôn. Ok, bây giờ chúng ta bị đuổi ra các bạn. Những người cuối cùng đến đây là bây giờ là hơn 9 giờ rồi. Bắt buộc là mình phải xuống cầu thang máy và đi ra ngoài. Cảm ơn các bạn đã theo mình xem cái chương trình ở viện bảo tàng nhé. Giờ chúng ta đã đến trạm và mình sẽ đi train xuống, sau đó là tìm ra ăn tối.
về nhà và ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi New York để đi đến một thành phố mới. Các bạn chờ đón xem nhé. Chúng ta đã quay lại Hibachi nữa các bạn. Nhà hàng rất là ngon cho nên mình sang tối đây luôn. Nhưng mở cửa muộn nữa. Cái này là gà xào broccoli nha các bạn. Cái này là phải $15. Tô sủi cảo này là $10. Ăn với cơm. Ban đêm mà cũng đông lắm nhé. Ngon quá ha. Cái này làm bằng sticky rice. Nó lạ nha các bạn.